Xin chào đón tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Tranh Tài Đoán Ý. Chương trình do Đài Truyền Việt Nam thực hiện và phát sóng hàng tuần lúc 12 giờ thứ bảy trên kênh VTV3. Vào cái giờ buổi trưa này, quý vị khán giả đang ăn cơm cùng với những người thân của mình, và sẽ càng tuyệt vời hơn nữa nếu như chúng ta có thật nhiều niềm vui từ những người khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào đón hai đội chơi ngày hôm nay, chơi đến hết hơi và hết hơi vẫn chơi. Giới thiệu là một lần cho nó sơm tủ cái nè. Bên đây đội gì? Chơi đến hết hơi. Tại sao lấy cái tên này? Chơi thì phải hết hơi thôi chứ phải hết sức để chơi. Hết hơi lấy gì để chơi? Kiểu như là mình lấy thôi chứ mình vẫn chơi đến hết chương trình. À, cố gắng hết sức mình đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, đội của mình có cái câu slogan, cái câu gì đó mà để thể hiện cái tinh thần của mình không? Dạ có. Mời các em. Thắng làm vua, thua thì thôi. Thắng làm vua, thua thì thôi. Coi, nó đẹp quá mà sao luyện uổng vậy? Cho anh mượn coi, cho anh mượn. Em muốn tạo một cái dấu ấn. À, ở đây nè, các bạn ở đây chuẩn bị một cái dương miệng, thấy không? Nhìn đẹp kia chưa? Đó, cái dương miệng này nó phù hợp dành cho Trúc. Đó. Đưa tay vẫy nữa, đưa tay vẫy nữa. Đó, thấy không? Ít ra là phải có một cái nhân vật trong nhóm là một cái gì đó nó điểm xuyết cho nó tươi sinh thêm cái đội của mình. Dạ đúng. Em đứng vô giữa cho anh. Anh nghĩ là em nên đứng vô giữa. Rồi, đây là đội chơi đến hết hơi. Còn bên đây hết hơi vẫn chơi. Có phải chăng vì mình nghe bên đây lấy cái tên đó nó kêu quá, cho nên là mình lấy cái tên để mình chặt lại đúng không? Dạ đúng luôn anh. Rồi, bên kia có một cái câu slogan được. Giờ bên mình có cái gì không? Dạ có ạ. Mời. Thắng đội tôi thua đội bạn. Không có đều luôn á. Không có đều. Không có đều luôn. Lại đi lại nè. 2, 3. 2, 3. Thắng đội tôi thua đội bạn. Đội. Nó nghe này, cái chương trình này cần cái sự hiểu ý nhau. Mà coi bộ anh thấy như vậy là không ổn rồi nghe. Tụi em có hiểu, hiểu lầm. Ủa? Hiểu mà hiểu lầm đúng không? Được, cũng hay lắm. Đều là sức trẻ hết, rất là năng lượng. Và ai cũng mong muốn giành phần thắng về cho đội của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi đầu tiên. Vòng thi mang tên Lắng nghe hiểu ý. Thưa quý vị khán giả, chúng ta đang ở vòng đầu tiên. Và vòng này nghĩa có tất cả là 10 từ khóa dành cho hai đội chơi. Và mỗi một đội đến đây, các bạn sẽ lựa chọn cái người nào mà các bạn tin tưởng nhất. Quan trọng nhất là cái khẩu hình nó phải rõ lời, bởi vì người đầu tiên này sẽ phải truyền đạt thông tin đến người thứ hai, người thứ hai truyền người thứ ba, người thứ ba truyền cho người cuối cùng sẽ viết lại cái câu đó lên trên tấm bảng kia. Và một câu người cuối cùng viết được lên trên tấm bảng, viết đúng, viết đủ, viết không sai, chúng ta vỡ sạch chữ đẹp là mình được 500.000 đồng. 10 câu là 5 triệu đó các em. Ê, thì bây giờ mình có một cuộc thi nhỏ đi. Dạ. Đúng không? Ở đây hai bên đều có ca sĩ hết đúng không? Bên đây ai ca sĩ đâu giơ tay? Dạ em. Đây, bên đây. Bên đây, bên đây. À, Tiếu còn Minh ai khác nữa ngoài em? Là em ư? Là em chứ là trời ai ơi. Bây giờ như thế này, mình sẽ thử coi. Ca sĩ mà, hai người đứng lên, mình phát âm ra một chữ thôi, A hay Y hay O gì cũng được. Và coi bên nào kéo cái làn hơi dài hơn, bên đó chiến thắng vậy thôi. Để công bằng thưa quý vị, bấm giờ tôi sẽ bấm giờ. Dạ. À, nhìn nha, không dạ. Không, dạ. Không 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 đúng không? Dạ. Rồi, lúc đi trước. Chú đi. 1 2 3 bắt đầu. Ô chữ ô bắt đầu rung rồi. Tới 8 giờ tối không anh? Nhầm khi là tới 1 phút rưỡi luôn á. Trời ơi, chú ơi, làm gì quên. Đây, từ cái chữ ô kéo tới chữ ồ là 21 giây 30. Thôi bây giờ chữ ô luôn em, bên kia chữ ô để em thôi. Mình thí dụ mà mình có thắng hay bên kia nó là tại vì rồi. Mình khác chữ. Bên đây 21 giây 30 đó. Em chuẩn bị, 1, 2, 3. Ô. Bắt cái tông cao thấy thua rồi. Thấy hơi bé nha. Chiến thuật của em, bé là hơi ra ít, giữ được cái làn hơi nó dài hơn. Chết chết. Cái chữ ồ đã có dấu hiệu xuống chữ ồ rồi. Ráng lên anh ơi, ráng lên anh ơi. Ôi ông kỳ nào ơi, kỳ nha, nghe không bằng. Thôi thua rồi. Thua rồi. Lên dốc xuống dốc. Cứu tôi, cứu tôi. Ủa là được rồi đó.
Anh ơi, không mấy mình tiếp tục chương trời trình. Trời ơi, 38 giây 39. Wow. Mà trong đó có 2-3 lần lạng. Quá dữ, quá dữ, thắng liền trước nha. Tung quả mù á. Dạ. Lúc mà xuống chiếc ồ tưởng hết hơi rồi, ai ngờ đâu nó dán lên chiếc ô trở lại. Anh quên thông báo cho em biết, Phụng cũng là ca sĩ, là diễn viên. Dạ. Mà diễn viên cải lương, chuyên ca hơi dài nha. Một hơi có thể bắn ra hơn 100 chữ. Trời ơi, dữ vậy anh. Cho nên cái vụ ba mấy giây này anh quên mất nha. Xin lỗi em. Rồi, mình thắng mình thi trước đi em. Biết mà. Ủa vậy. Ủa anh. Em có lựa chọn chứ. Thắng. Hiểu không? Mình thắng đang khí khí thế đúng nè, hừng hực nè, mình thi trước đi, muốn gì nữa. Đúng rồi. Chơi đi, đừng sợ luôn. Chạy đi. Sẵn sàng chưa? Ok, ok. Ok, ok anh ơi. Ok, 1 2 3 bắt đầu. Kéo cưa. Méo hả? Kéo. Kéo. Cưa. Cưa. Kéo. Cưa. Cưa. Lừa. Lừa xẻ. Kéo cưa lừa xẻ. Ơ ơ ơ ơ. Ok không? Ôi. Ôi. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Phiêu với nhạc. Kéo. Phiêu với nhạc. Kéo. 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 Cưa. Thôi. Cưa. Kéo. Kéo, 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 kéo. Lừa. 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 Lừa, lừa, lừa. Xẻ. Xẻ. Ghe. Xẻ. Kéo cưa lừa xẻ. 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 Kéo cưa lừa xẻ. Quên rồi, quên rồi, quên rồi. Bốn chữ. Quên rồi. Bốn chữ. Kéo. Kéo, kéo. Cưa. Lừa. Lừa. Xẻ. Xẻ. Ừ. Kéo. 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 Cưa. Kéo cưa. Lừa. Cưa. Lừa. Lừa. Kéo cưa lửa hả? Lừa xẻ. Xẻ. Kéo cưa xẻ. Kéo cưa lừa xẻ hả? Xẻ. Đang ôm. Đang ôm. Cả thế giới. Đang ôm cả thế giới. Đúng rồi. Đang. Áo. Đang. Đang, đang. Ôm. 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 Đang. Ôm à, cả thế giới. Đang ôm đã. Thế giới. Thế giới. Ờ. Đang ôm đã thế giới. Đang ôm cả thế giới. Đang. Ôm. Ôm. Ôm cả thế giới. Đang ôm cả thế giới. Càng ôm càng dễ nhớ. Không nghe nữa. Càng. Chó. 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 Cho em. Cho em. Nói nguyên câu đi, cho em cho, xin lỗi. Cho em xin lỗi. Xin lỗi. Cho em xin lỗi. Cho em. Em, em, em. Xin lỗi. Xin lỗi. Đi mà. Đi. Cho em xin lỗi đi ba. Chứ mờ, mờ a ma quyền ma. Cho em xin lỗi đi má. Ừ ừ ừ má, nhưng mà cái này nè. Nhưng mà cái này nè làm sao. Cho em xin lỗi đi. Đi mà. Mà. Cho em xin lỗi đi ba vậy. Đi mà. Đi mà. Ừ. Cho. To. Cho em. Em. Xin lỗi. Chào. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Đi. 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 Mà. 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 Ờ. Rồi đó. Quên rồi. Quên rồi. Quên rồi. Quên rồi. Quên rồi. Cho. Cho em xin lỗi đi mà. Ờ. Ờ. Cho em xin lỗi đi mà. Cho em điện thoại đi mà. Xin lỗi á. Xin lỗi. Cho em xin lỗi đi mà. Ờ. Những ngôi sao xa xôi. Xa xôi. Xa lắm. Xa lắm. Xa xôi. Những ngôi sao. Sao sao. Ngôi sao. Ngôi sao. Những ngôi sao cha tôi. Những ngôi sao cha tôi. Trời ơi trời ơi. Phụng cha ơi, tôi. Không phải Phụng ơi. Ngôi sao nè. Còn với Phụng đơn. Ngôi sao nè. Đừng. Những ngôi sao đen tôi. Xa xôi. Xa xôi. Xa à, xôi. Những ngôi sao. Ba tôi. Ba tôi. Ba tôi. Ba. Cái gì? Xa xôi. Xa. À. Những ngôi sao đang trôi. Những ngôi sao đang trôi. Đang trôi. Những ngôi sao đang, đang trôi. Em chơi câu khác. Những ngôi sao đang trôi. Những ngôi sao là trôi hả? Đang trôi. Đang trôi. Ừ. Những ngôi sao đang trôi. Ừ, năm từ. Lo âu xa xôi để làm gì? Lo âu xa xôi để làm gì? 3, 2, 1. Hết giờ. Rồi, qua đây. Đầu tiên là gì? Kéo, cưa, lừa, xẻ. Sai chính tả bé ơi. Em ơi. Xẻ là chữ XC chứ không phải xẻ này nha. Ủa câu gì mà đang ôm càng dễ nhớ là cái gì vậy? Câu người ta là đang ôm cả thế giới.
cho em xin lỗi đi mà. Chính xác. Hay quá. À, được một từ. Cái câu này em nên cầm nha. Dạ? Câu này là cái câu mà em nói với cả đội của em đó. Ủa? Nha. Trời ơi. Được một câu nè. Rồi, những ngôi sao đang trôi. Ủa làm sao em? Trôi. Đây, những ngôi sao xa xôi. Coi như là mình ghi được 4 câu mà mình đúng được có 1 câu thôi. 500.000 đồng. Wow. Thôi đủ tiền xe về mời rồi. Mời Kem về chỗ. Mời đôi con lại. Thời gian dành cho em bắt đầu. Nắng, nắng, nắng. Hồng, hồng. Lên. Nắng lên. Nắng hồng lên. Nắng hồng lên. Đôi mã. Đôi mã. Nắng. Đánh. Nắng. Nắng. Hồng. Hồng. Đôi má. Hồng, hồng. Hồng, hồng. Đôi má. Đôi má. Ok, lên. Lên. Nắng hồng lên. Đôi. Đôi má. Đôi má. Ok, ok. Nắng. Nắng. Nắng, nắng, nắng. Hồng. Hồng. Má. Hồng. Hồng, hồng, hồng. Anh. Anh. Là. Là. Anh là. Anh là. Ngoại lệ của em. Anh là ngoại lệ của em. Đôi má. Nắng hồng lên. Đôi má. Đôi má. Nắng hồng lên làn má. Đôi má. Nắng hồng lên đôi má. Nắng hồng lên đôi má. Anh là. Anh là xà. Là. Anh là. Anh là. Anh. Anh. Là. 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 Ngoại lệ. À, anh là ngoại lệ của em đúng không? Rồi ok. 6 từ. 6 từ. Anh là. Ngoại. Ngoại lệ. Anh là. Của. Ngoại. Làm. Em. Làm em. Liêu siêu. Liêu siêu chết đứng. Điêu điêu đứng. Làm em liêu siêu điêu đứng. Anh là chấm chấm của em. Ừ, đang biết là thế rồi. Ngoại. Anh là. Ngoại. Anh là. Ngoại, ngoại. Ngoại. Bà ngoại á. Bà ngoại. Anh là bà. À, anh là bà ngoại của em. Ờ, đúng rồi. Bà ngoại hay bà nội. Ngoại. Làm anh liêu siêu điêu đứng. 6 từ. Làm anh. Anh. Em. Anh. 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 Làm anh. Liêu siêu. Lắc lư. Lắc lư. Liêu siêu. Liêu siêu. Siêu. Điêu đứng. Điêu. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Làm. Làm anh. Dẫn cô cháu làm. Liêu siêu. Làm anh đau đầu. Liêu siêu. Làm anh đau đầu liêu siêu. Liêu. 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 Siêu. Siêu. Ờ. Làm anh đau đầu liêu siêu. Hai từ nữa. Cái gì á? Cái gì mà đứng á? À, điêu đứng. Điêu đứng. Điêu đứng. Năm. Nếu bắt anh là tuôn. Ba. Thầy. Thầy. Do. Hai. Một. Hết giờ. Hết giờ. Hết giờ. Nó nói chứ mỗi một đội đều có một nhân vật phá hoại. Một nhân vật mà làm trì trệ tiết tấu của đội mình. Đúng không? Tới Trúc là nó bị khựng lại. Và từ Trúc qua tới lúc đi cuối cùng nó còn chậm hơn nữa. Nhưng mà không biết đúng được mấy câu đây. Ở đây mình coi nha. Nắng hồng lên đôi má. Chính xác. Anh là bà ngoại của em. Anh là ngoại lệ của em. Người ta đã nhảy cái bài Phương Ly vậy. Trời ơi, đúng, em thấy sai sai mà em không gọi được bên này. Không quen à? Anh là ngoại lệ của em. Đây, làm em liêu siêu điêu đứng. Cho nên là chính xác. Làm em liêu siêu điêu đứng. Coi như mình được 2 câu 1 triệu đồng. Và điều đó có nghĩa là cái đội bên kia sẽ phải chịu hình phạt của chương trình. Mời các bạn. Wow, sinh tố, nước ép gì đây? Trời ơi, nhìn cái màu là mình thấy nó thanh sạch rồi đó em. Nó xanh xanh, nó làm cho mình cảm thấy cái gì nó trong lành ghê lắm. Mời em. À, được ngon miệng nè, được thanh giọng nè, mát họng nè, đẹp dáng nè, đẹp da nè. Những cái loại nước này đều uống được hết. Mà uống hết 1 ly luôn ha anh. 1 ly chứ. Cực kỳ luôn á. Mời các em. Vô, vô, vô. 1, 2, 3, vô. Vui vẻ gì mà vô. Ê, cái này nước cỏ mật hồi xưa bị nổi đạn, mẹ hay cho uống nè. Ê, dễ uống lắm nè. Dễ uống nha, ngon nha anh nha. Ừ. Từ đó tới giờ những cái người mà bị những cái hình phạt chương trình đặt ra chưa bao giờ phải bị đau bụng hay gì hết trơn, chỉ có bị ói thôi. Đây nè, bên đây uống hết rồi nè, thấy không, có sao đâu. Thôi uống đi. Thì mình ráng dòng sao, mình thắng người ta đi, mình khỏi phải ăn uống gì hết. Wow. Đầu TVC, TVC ra. Thật ngọt ngào, nước uống màu xanh, ngọt lành tinh tú. Ráng uống đi bé ơi. Gần hết rồi nè. Ngon lắm em. Ngon. Được cái là nó có một cái vị rất ngọt.
TBC coi TBC. TBC thì mới mất nhãn hàng tao mời nè. Quay TBC mà về là bị rớt nha. Lần đầu tiên nước xanh xanh có trong hàm răng. Không. Còn. Có phải là đồng đội không vậy anh? Có phải là đồng đội không vậy anh? Rồi. Rồi, các em thân mến, chúng ta vừa mới thưởng thức xong 4 ly nước ép ngải cứu. Ngải cứu rất tốt cho sức khỏe của các em. Bây giờ mình uống vô, nó thấm từ bên trong, thấm trào ngược trở ra luôn. Tốt lắm, thật nha. Khỏe quá, cho sức khỏe. Tự nhiên giờ em uống này vô xong em muốn đi đánh đội bạn ghê. Để dành sức đó để mà tiếp tục thi cùng với đội bạn ở vòng 2. Vòng 2 của chúng ta mang tên Đồng Tâm Hợp Ý. Đây nghĩa là tiếp tục mang đến những thử thách cho cả hai đội chơi. Ở vòng thi này, mỗi một đội sẽ lên đây cùng với anh và đứng cách nhau mỗi người một cái bức bách như thế này. Sau đó, anh sẽ đọc ra một cái yêu cầu, một cái đề bài và bốn bạn ở đây sẽ phải viết đáp án của mình lên trên tấm bảng. Và nếu như đáp án của cả bốn người trùng khớp với nhau thì chúng ta sẽ được 1 triệu đồng. Các bạn được quyền trao đổi một chút nhưng mà không được gợi ý quá cụ thể rõ ràng nha. Và ở vòng thi này anh muốn đội nữa hả anh? Thôi, hồi nãy mới chơi rồi thua rồi đúng không? Dạ. Cho thua tiếp. Ủa? Đấy, đấy, lẽ đấy, ra đấy, anh đấy, mời đấy bên đây rồi đó. Sao thôi, muốn thể hiện anh cho thể hiện. Mời các em lên. Và đây, mời các bạn lắng nghe. Đồ uống bắt đầu bằng chữ C. Cái gì mà gần nhà mình mà mình hay đi mua nha. Ok. Rồi, ra đi nè, xong rồi nè. Rồi chưa? Tiến lên phía trước. Bước. Này sai chắc dọn nha. Cam ép, cam ép. Nước cam, nước cam. Trời cam ơi. Ép, cam ép. Cam là có cam dắt nữa nghe, chứ không phải có cam ép không đâu. Các bạn ghi đúng cái loại nước là nước cam. Còn cái chuyện nước cam hay cam ép thì nó cũng là vậy thôi đúng không? Ồ, thế là đúng, đúng rồi. Trùng khớp. Yeah. Dụng cụ nào trong bếp bắt đầu bằng chữ N? Cái đó đi. Cái đó đi, rồi vậy thì được. Ồ, cái đó là cái gì mà cái... Cái gì mà người ta phải nấu á mọi người. Rồi, bước lên. Xong rồi, đặt lên bếp để đun á. Bốn cái nồi trùng khớp. Yeah. Tên con vật nào là từ lấy bắt đầu bằng chữ bờ? Không nói nữa nha. Đủ ai biết rồi. Thì gợi ý đi, ai biết gợi ý đi. Cái con đó đó. Con đó đó thì ghi vô đi. Mời các bạn bước lên. Xong chưa? Cái giờ gì bạn ra. Vậy? Tại sao lại con bò? Chữ lấy là con bò hả? Là sao? Rồi, bé kia nó đi bùng binh. Binh là gì? Không biết, không biết con bò. Lấy mà. Nói con bò. Cái con bùng binh là con... Bình tĩnh, bình tĩnh. Hồi đó đi học, mình có học môn tiếng Việt không? Em xin lỗi mọi người. Chưa. Chưa đâu. Con đặc sắc nhất là cái này nè. Con bò. Bữa nay tôi mới biết bùng binh là động vật. Có một cái con tên là con bùng binh hả em? Tại em không biết là phải nói ra con nào ấy. Em ấy hài con bò. Ra nó ghi hai chữ bò luôn. Bò bò nữa. Rồi, chuẩn bị. Nghệ danh của rapper nào có chứa con số? Hả? À, nổi nổi á. Nổi cái nổi á. Nhờ nó nói thêm không, nói thêm đủ rồi. Đủ rồi, đủ rồi, đủ không rồi. Không biết rapper. Bước lên. Rồi, sai. Mở ra. Sai. Cái gì vậy? Em double tuti mà không biết ghi cái tên đó. Double tuti. Ở đây không biết. Ở đây là gì vậy? Chicken tip. À, đó. Có con số. Chỉ có hai bạn là ghi là đúng thôi. Còn hai người còn lại không biết. Không trùng khớp. Tiếp. Tỉnh nào có tên của một con vật? Tên của một con vật. À ok. Gần gần đây đúng không? Rồi chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Cái này mày sai một cái hả? Dọn xứ bỏ đi. Ờ gần cái chỗ này nè. Rồi chưa? Bước lên. Giờ bạn lên. Trời ơi, cái gì vậy bằng khá ơi. Thành phố Hồ Chí Minh mà. Bò rẻ. Bò rẻ. Giữ nguyên. Giữ nguyên hiện trường. Đồng Nai. À trong đó có bà rẻ hả? Đúng không? Bà rỉa là cái gì? Bò rỉa hả? Tự nhiên cái sửa vậy tên luôn thành bò rỉa. Nè, từ nay về sau đừng bao giờ đi ngang qua bà rỉa nghe không? Đồng Nai đúng. Ủa, rồi mắc cái gì Đồng Nai nè, anh Nghĩa có trái tim nữa. Là cố tình để vô để cho tôi ưu ái chứ gì. Nhưng riêng cái con bò rỉa này là sai rồi. Không cứu nổi. Không cứu nổi. Loại hạt đậu nào được dùng làm dầu ăn có chữ G? Cái chữ G này không nhất thiết phải là chữ đầu tiên của nó. Có chữ G, G đó, đậu gọng, đúng rồi. Thì nhớ lại à, coi. Ừ. Lạc đường quá. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng cái rồi vậy, đó. Cái gì, không nghe. Lạc đường quá. Rồi, xong chưa? Bước lên. Đậu phộng. Em ghi đại nha, em ghi đây, đại. Không biết đậu cái nào phộng. Bên đây đậu nành.
đậu lạc vừng hoặc là đó, đậu phộng là đúng nhất nè. Thôi đó, ai mà không sao sai. Càng lúc càng đi xa quá hơn. Và như vậy là thời gian dành cho phần thi của các bạn đã kết thúc. Các bạn trùng khớp được tổng cộng là 2 đáp án, 2 triệu đồng. Mời đội các em. Chúng ta thử xem coi đội hết hơi vẫn chơi sẽ thể hiện như thế nào và họ có trùng khớp với nhau được hay không nha. Rồi, món bún nào có tên bắt đầu bằng chữ M? Bún mà có mùi đó. Cạp. Liên quan tới mấy cúp đi anh em. Kim thị qua thổ á, nó thiếu cái gì điền vô. Rồi, bước lên. Tôi Minh Phụng. Gì vậy? Mỗi người. Cầm em, cầm. Trời ơi. Gì đó? Ra bún. Người ta đã nói là cái cạp rồi. Bún mà. Bún mọc. Bún mắm. Bún mọc. Bún mọc nó dễ không? Chưa trùng khớp. Về kiến thức hạn hẹp thì ở đây có mình anh thôi. Anh lớn tuổi nhất không? Đúng rồi. Anh già nhất đúng không? Để ủa. Rồi. Tên một con đường ở quận 8 có họ Nguyễn. Cái đường liên kết với quận 10 á. Cái đường mà. Cái đường nó dính với quận 10 luôn á. Ơi cái gì đó? Cái ba chữ đó. Cái đường nó dính với quận 10 luôn á. Cái đường mà ba chữ á. Nó qua cây cầu lại dưới nó có quán bún ngon lắm á. Thôi lấy cái đường mà bán quần áo nhiều đi. Cái đường đó là họ Trần mà. Trời ơi họ Nguyễn. Hồi nãy mình nói mình Nhớ rồi. Nhớ rồi. Em bảo mọi nhất mọi người. Chưa anh ơi. Từ từ, rồi. Rồi bán quần áo nhiều quận Nguyễn Chi Phương rồi. Tại sao vậy? Cái đường Nguyễn Chi Phương là cái đường bán chè. Nguyễn Trãi, Nguyễn Chi Phương. Quá tức rồi. Nguyễn Trãi không anh? Con bé này đi lạc qua cái đường kia ăn chè Thái nè. Nguyễn Chi Phương. Ê khoan, nhưng mà Nguyễn Trãi nó có đi qua quận 8 không? Có anh. Quận nhất, quận 5 nha. Quận nhất qua quận 5 chứ không phải là qua quận 8. Đúng rồi. Ai mà nói thì biết. Anh sai á. Hãy kể tên phim điện ảnh Việt có tên bắt đầu bằng chữ N. Trời ơi, cái phim mà chiếu Tết, cái phim mà. Rồi, biết rồi. Cái phim mà có bánh canh cua. Người ta biết bước lên, rồi. Bước lên. Người ta bước. Cái phim mà có bánh canh cua. Nhà bà nữ. Khoan. Nhà bà nữ hả? Bà nữ á, em giết gấp quá. Đây, nhà bà nú nè. Nhà bà nữ nè, có dấu. Không có dấu ư luôn nè. Anh Nghĩa ơi. Nhà bà nú là bà gì? Khoan, cái bà này bà rụng răng không hả? Không có, bà nữ nè, em phải móc lên tài này đó. Cái chữ em nó hơi nhanh. Cái này là nũ luôn nè, chứ không có nữ nữa. Anh đừng có khó khăn, đội em mới có một điểm hà, cho điểm đi. Năn nỉ. Nhà bà nữ. Rồi, đúng. Trùng khớp. Dụng cụ trang điểm nào dành riêng cho phần mắt? Nghe tôi nè. Bắt đầu bằng chữ cờ. Phần mắt là lấy cái chữ mắt đó luôn đi. Chữ cờ được rồi, một chữ rồi, cho nó nhanh. Anh có xài tới đâu mà anh biết. Bước lên. Cọ. Cọ. Ủa, cái tự nhiên qua đây. Mascara. Trời ơi trời. Anh ơi, tiếng Anh mình yếu thì mình đừng có ra vẻ nữa. Còn lấy gì em ghi gì đây? Chữ gom. Nếu như mà cái là cái cục gom thì nó cũng phải có cái dấu ô chứ. Sai nha, mascara sai luôn. Loại trái cây nào có nhiều hạt và có màu vàng? Đây nè, cái trái mà Tết nào người ta cũng cúng á, nó có cái loại màu vàng nha. Cái trái nhiều gai đúng không? Đúng, cái đó mà nó có nhiều sọc á. Nhưng mà có một trái khác cũng màu vàng nhiều hộp nữa. Bánh chưng xanh bên chấm đó, cái bánh chưng xanh. Rồi, bánh... sắp chưa? Dạ rồi. Bước lên. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Bánh là gì? Có ai hát mạch. Tết rồi, chung mức đâu. Tưởng đúng luôn rồi đó, ai về đâu. Em phá đội không? Ăn Tết nước ngoài hả? Bên kia cài em vô hả? Em nghe cái màu vàng, em nhớ tới mít với sầu riêng không à? Có cái Tết nào mà người ta chưng mít với sầu riêng em? Tôi tức ông này ghê luôn vậy đó. Thiệt á, Tết tự nhiên bằng thời gia tiên, hai trái mít để hai bên. Tên một loại mắm đặc sản miền Tây bắt đầu bằng chữ R. Rồi, ăn cái xoài á mọi người, ăn cái xoài á. Cái chỗ này hay chấm xoài á. Mà nghe đường Nguyễn Chi Phương hay bán á phải không? Ngon không? Được chưa? Ghi vô. Hết giờ rồi. Anh chỉ biết có một loại mắm thôi, mắm Khánh Linh. Em đừng có đưa vô mắm mít nữa nha. Tôi đứng tôi coi, tôi thấy cái bộ gợi ý cho em ăn cái đi. Cái mắm mà mình ăn mà mỗi lần em ăn bún riêu á em. Rồi, giơ bảng lên. Mắm ruốc. Mắm ruốc. Bên đây ghi gì? Không, chữ ruốc em thêm chữ T không? Chứ trước đó là chữ gì? Trước đó chữ C. Hai đứa giữ nguyên cho anh. Hồi nhỏ đi học chắc cái môn chính tả cũng bị trừ điểm nhiều lắm phải không? Tại vì em thấy là cái chữ ruốc á thì nó cho cái sự nó da diết luôn, không phải nó da diết, cái món ăn nó phải dài. Mắm ruốc không. Còn cái kia mắm ruốc nó không có, không có ai nói cái mắm ruốc hết trơn á. Người ta nói là mắm ruốc nha, cho nên là hai đứa này viết sai chính tả trơn cả hai luôn. Chữ C là đúng rồi, cũng ruốc anh. Tự nhiên chăm chú anh, sửa lại chăm chú anh, nó cũng không là ruốc anh Nghĩa. Như vậy là các bạn ở cái câu này cũng không trùng khớp luôn.
Và thời gian cũng đã kết thúc. Đội của mình trùng khớp với nhau được một đáp án, 1 triệu đồng. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Yeah. À, chúc mừng các bạn. Em muốn là được ăn mít với lại mắm ruốc rồi. Anh cũng hy vọng rằng trong cái món ăn hôm nay của chúng ta, nó có món mít chấm mắm ruốc để mình nhớ, nhớ hoài cái kỷ niệm ngày hôm nay của đội mình nha. Đây, mình xem bên trong nó là gì. Và đó là à, hương vị ngạt ngào luôn. Sẽ gì khó vậy? Quên. Ôi, không phải là chao đâu em. Cái này giống như tàu hũ á. Thấy không? Đúng không? Anh ăn không? Ngon lành. Có gì đâu. Chua, có bầu ngang hết mẹ luôn mà. Mà sao anh rất là vui về cái việc tụi em này vậy? Không, anh không có vui đâu. Thật ra nó chỉ là tàu hũ thôi. Rồi, diễn TBC nè. Ngon lắm quý vị ơi. Giờ bút cái người gì ở đây ngon này, ngon này kia. Ráng nha, ờ đó. Ngon lắm nha. Múc bang nè, múc bang nè, múc bang nè. Thấy không, mặt bé hạnh phúc ghê chưa. Rồi ăn hơi muỗng nữa nè. Kính thưa quý vị, đây là đậu hũ thúi. Ăn vào thật đắm đuối. Nuốt luôn. Wow, thật thúi. Đó là hình phạt khi chúng ta đã thua trong cái vòng thi thứ hai. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào vòng thi thứ ba, vòng thi cuối mang tên khẩu hình đúng ý. Đây là vòng cuối của chương trình tranh tài đoán ý. Và vòng thi này chúng tôi có tất cả là 10 chủ đề. Mỗi đội sẽ chọn ra 2 chủ đề mà các bạn cảm thấy phù hợp nhất. Một người đứng ở đây cùng với anh và 3 người còn lại sẽ ngồi trong căn phòng kia. Lúc đó trên bảng điện tử của chúng ta sẽ có 15 từ khóa. Trong đó có 5 từ khóa màu xanh là 5 từ khóa thắng. Người đứng ở đây sẽ diễn tả bằng lời nói cho người bạn của mình có thể đoán được 5 từ khóa thắng. Và một từ khóa mà các bạn đoán đúng, các bạn sẽ có được 3 triệu đồng. Nhưng người đứng diễn tả không được quyền nói một cái từ nào trùng khớp với 15 từ khóa trên bảng. Nếu trùng khớp sẽ bị phạt. Và 3 người bạn cũng như thế. Khi các bạn nói ra một đáp án chưa chính xác thì các bạn cũng sẽ bị phạt nha. Và bây giờ chúng ta xem qua 10 chủ đề của ngày hôm nay. Cùng nhau đọc sách, dụng cụ làm bếp, thế giới thiếu nhi, động vật về đêm, khám phá bầu trời, phim cổ trang Việt, nghệ thuật đường phố, nhịp sống học đường, biển cả rộng lớn, giảm cân có khó. Sao? Các bạn chọn đề tài nào trước? Theo em thì ở đây bọn em cũng nhỏ tuổi đó, nên là em nghĩ là mình sẽ chọn thế giới thiếu nhi đi ạ. Thế giới thiếu nhi. Dạ. Rồi, đó là đề tài đầu tiên nha. Còn bên mình? Dạ, em tụi em sẽ chọn lớn hơn thiếu nhi một xíu là nhịp sống học đường ạ. Nhịp sống học đường. Sao không chọn cái giảm cân có khó không? Có gì mình hỏi anh Nghĩa. Cái gì? Với anh, chuyện đó nằm trong lòng bàn tay. Đó, thấy chưa, mình hỏi được, không chịu. Rồi, đề tài thứ hai các bạn chọn là gì? Vậy thì tụi em bên kia chọn... vừa kích bên kia vừa kích về giảm cân đúng không? Cân có khó rồi. Ok, mình chốt giảm cân đi. Vâng, em chốt giảm cân đi ạ. Đề tài gì? Bên đội em sẽ chọn đề tài là gì? Phim cổ trang Việt. Phim cổ trang Việt ạ. Rồi, đó là đề tài mà các bạn đã lựa chọn. Dạ. Dạ, bây giờ đội mà phải bước lên thi đầu tiên chắc chắn là em. Ủa? Chắc chắn là em. Anh ghim cái vụ giảm cân đúng không? Chính xác. Mời các em lên đi nào. Đi lên. Lượt chơi đầu tiên của đội hết hơi vẫn chơi. Chủ đề mà các bạn chọn đó là nhịp sống học đường. Đây, Phụng nhìn đi nha. Thời gian bắt đầu. À, khi mà mình kết thúc học á, mình sẽ trùng khớp từ khóa. Trùng khớp từ khóa. Trời ơi, có ai thấy cái hồn của em ở đâu vậy? Đi chơi rồi mình cắm. Mình cấm cái gì? Cấm chạy. Không kìa. Nhưng mà đông. Cái chữ sau là đúng rồi. Đông người thì gọi là cái gì? Chạy hè. Thôi. Trời ơi. Trời ơi. Trước cái giỏi xuất sắc là gì? Hả? Trời ơi. À, trước nữa. Trước nữa có hai từ. Khi mình đi học thì gọi là gì? Trung từ khóa. Rồi xong rồi. Đổi từ đi anh ơi. À, cái cây mà mình hay ăn á. Mình ăn á. Xiên gì nè. Trung từ khóa. Cái mà mình cái gì? Anh từ anh nói cà lông em không hiểu. Cuối cấp khi mà mình chia tay nhau thì mình nói cái gì? Mình cùng nhau đóng băng. Không phải. Sai. Trời ơi đây nè. Những người bạn thân yêu. Tạm biệt. Sai. Trời ơi. Những người bạn thân yêu. Vĩnh biệt nhé, những người bạn thân yêu. Cái từ sau. Vĩnh biệt nhé. Trời ơi. Sai. Tạm biệt nhé. Rồi tiếp 4 từ. Trước đó là giỏi xuất sắc.
thì cái sau là gì? Cái gì mà mình phải đi lên? Cái cầu thang. Mình đi lên. Cái cầu thang. Mình đi lên. Tiên tiến đúng không? Cái tiên tiến đúng không? Nè. Sao? Thì cái đó đúng rồi đó. Trước đó nữa là mình đi nè, mình đi đến lớp thầy cô giáo, rồi mình là cái gì? Học sinh tiên tiến. Ờ đúng. Đó. Rồi, lấy cái chữ mà chữ đầu của cái mới thời. Cái mới thở hả? Chữ, trời ơi, cái mới thời mới nói đó. À học. Ờ, rồi giữ cái chữ đó. Mua, trái ngược với mua. Học bán. Rồi, rồi tiếp nè, giữ hai chữ đó. Kinh mưa vơi bình nhìn hà vánh đôi mình chung được. Cái gì HKT vậy? Rồi, trời ơi, cái bài đó đó, cái bài kinh mưa vơi bình nhìn hà vánh đôi mình chung được. Học bán chú. À, đúng. Ờ, rồi tiếp. À, cái, sắp bây giờ, 10 giây cuối cùng. Cái con mà bơi gì nè. 5. Cá. Rồi, sâu là kêu là gì? Sâu gì vậy? Cá sấu à? Rồi, hết giờ. Hết giờ. Cá viên chiên. Xuống đây. Thấy có gì đâu, bắn nó cũng bình thường thôi. Em để nguyên hiện trường, em có dọn dẹp gì hết. Thấy không? Nhỏ nãy xinh ghê không? Mà giờ coi nè. Đấy, bé bên kia cũng vậy. Anh cố ý đúng không? Không anh có. Anh cố ý á. Rồi, coi như là nhà mình cũng hay ha, mặc dù là ban đầu có hơi rối xíu, nhưng mà cuối cùng cũng được ba từ khóa. Chúc mừng. Là giỏi rồi. Về chỗ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề mà các bạn đã lựa chọn nha. Thế giới thiếu nhi. Dạ. Rồi, bắt đầu. À, ba từ nha. Chiếc hài làm bằng cái vật mà cứng nhất á. Cô gái đỏ lem. Rồi. Ba từ. Ơi. Nè dịch đó nha. Hài nước. Hài nước ngoài rồi. Nước là gì? Rồi. Nước là gì? Nước là dây thủy tinh. Nè nè nè. Hay quá, giỏi quá. Chú Lùng thì đi với cái gì? Bạch Tuyết. Đó, ba từ mà. Nàng Bạch Tuyết. Được. À, ba từ. Tối cái giò nửa đêm nó đánh cho một cái đùng là điểm. Success. Ba từ. Điểm ba cái gì? Tử. Nè, đánh mấy từ, mấy từ. Ba từ. Ba từ. Đánh cái đùng một cái là điểm cái gì? Nửa đêm á. Trung bảo thức. Sai. Bây giờ anh sẽ không đi làm được nếu như anh bị cái gì? Trung từ khóa. Đâu cổ học. Sai. Ba từ. À, cũng là cái xe. Ê, từ quá. Rồi, lẹ luôn. Cái ngựa. Sai. Luôn. Sai. Không phải mình từ từ được không? Mình từ từ đi. Đua xe ngựa. Tự nhiên chơi game này về trong bị úng não. Nhìn bằng hại quá. Cưới xe ngựa. Sai. Ăn gì mà đông thì đông mà đúng cái ngày đó mới ăn thôi. Hỏi đứa ngựa. Sai. Lễ xe ngựa. Sai. Hồi xe ngựa. Đi phá gì? Trung thu đi phá gì? Bỏ xe ngựa. Đúng. Anh sẽ không làm được nếu như anh bị... Khoan nghe. Chủ đề của mình đang là cái gì vậy? Quên rồi. Thiếu nhi mà, trời ơi. Quốc tế thiếu nhi. Phạt. Nhanh lên, hết giờ. 5. 4. Đã đó, cái quả đó. La. 2. Bị cổ hậu. 1. Sai. Hết giờ. Hay quá. Con bé nó cũng ráng, nó giác cái dương miệng mất theo. Mất đi giọng hát. Trời cái ơi. Bị mất đi giọng hát. Phải đẹp nha. Và đội của mình cũng được 3 từ khóa. Chúc mừng các em. Đó là lượt đầu tiên thôi. Và bây giờ sẽ là lượt thi thứ hai. Xin mời các bạn quay trở lại. Hiện giờ là hai đội đang ngang bằng nhau đó. Mỗi đội đều được 3 từ khóa rồi. Cho nên cái lượt này rất quan trọng. Thắng hay thua một phần lớn là do em nghe. Dạ. Đây, chủ đề phim cổ trang Việt, thời gian bắt đầu. Cái phim Việt Nam đang chiếu trên Netflix. Quá à, quá. Tốt, ở làng địa ngục. Ủa chưa mà. Anh làm gì vậy? Sao nó mạnh như vậy? Phim đang chiếu trên Netflix. Đang trùng từ khóa, em nói trùng từ khóa. Ở nước mình hả? Ờ, đang ở Tết. Tết đó làng địa ngục. Ba từ thôi. Ba từ. À, Tết Nguyên Đán. À, Tết, từ. Nghề siêu dễ. Sai. À, trời ơi. Không, hồi nãy rồi. Từ cái khác đi. Cái mới chiếu ở ngoài rạp. Em ơi, phim nào cũng chiếu rạp đã điện ảnh rồi. Có ai chiếu qua nhà không? Người vợ cuối cùng. Đúng. Người vợ cuối cùng. Cái này đúng rồi đó, đang hỏi lại. Cái gì đang chiếu ở trên Netflix? Đang nhất. Đang nhất. Tết ở làng địa ngục. Sai. Ba từ. Kẻ ăn hồn hả? Sai. Cũng sao, bỏ hai từ đầu đi. Làng địa ngục. Đúng. Trái nghĩa với lại áo ngắn. Trùng từ khóa. Trái nghĩa với giày. Trùng từ khóa. Ủa? Trái nghĩa với áo. Trùng từ khóa. Trời. Đối lập với từ ngắn. Đối lập từ ngắn là giày. Sai. Từ nghe đi, 4 từ. Áo dài gì hả? Sai. Nói gì vậy em ơi? Đúng rồi, 2 từ rồi, còn 2 từ nữa. Năm là gì? Năm là khoai. Sai. Năm là khoai. Nè, chú xích rồi, biết có 3 số đi thiệt à. Nè, tam nè. Nhất, nhì, tam. Đúng, ngủ.
ngủ từ ngủ à. Rồi gì đó, ba từ đó đó. Áo dài ngủ thân hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng. Cái này là tên nha, tên nha. Tên gì em ơi? Nhanh lên, hết giờ. Nhanh lên em ơi. Nhanh lên. Lẹ lên đi. Phải còn 10 giây. Tên Không có giống. Khá lâu. Bắn đi. Khá lâu. Bắn đi. Bắn đi. Hết giờ. Hết trả rồi. Ra đây, ra đây. Ra đây. Bé này hơi chậm xíu, diễn tả nó hơi lâu xíu, nhưng mà mình cũng được 3 từ khóa. Chúc mừng các em. Xin mời đội bên kia. Mời em xem chủ đề nha. Giảm cân có khó. Rồi, đây là những từ khóa em cần phải lưu ý để không bị phạm quy. Thời gian bắt đầu. Cái clip qua mới quay anh sờ vô gì á hả? Nó có 1, 2, 3, 4 từ gì đó. Nói xong rồi là cái này, xong rồi có cái số này. Rồi ghép vô 1, 2, 3, 4, 5. Có bụng sáu múi. Đúng, sáu múi. Đó. Đúng. À, nó có cái này là cái gì? Cái này là cái gì đó? Từ từ, đừng có nói, người ta nói hết đâu nè. Đúng rồi, đúng rồi. Ở nhà mình nó có nhiều, nó bò lên bếp, nó bò lum chỗ á. Không phải con dạng. Trời ơi. Không phải dạng, con phải chuột. Khi mà đồ ngọt nó bu vô nó. Đúng. Sai. Đúng. Cái này là kiến, bò lên giật. Ba từ, ba từ nha. Eo con kiến. Đúng, đúng. Mày gạo em rồi, đúng rồi. Con gà, con nghe quá. Đây là cái câu mà người ta hay nói. Công từ quá. Đừng nói cái từ on nữa. Có con. Công từ quá. Nè nè nè. Cái từ mà mày thấy mày dính đó. Ừ. Màu trắng, màu đen, từ xấu thành đẹp. Bốn chữ. Gà ngang thì có cái con gì? Con vịt thiên nga. Sai. Hai từ cuối cùng đúng rồi. Cái từ đầu tiên. Bịt quá đi nghe. Bịt quá đi nghe. Đúng. Nhiều quá. Ừ. Mà mình không muốn nữa. Ừ. Cái mình phải trời ơi là trời, có nên hay là không đây. Bốn từ. Bốn từ. Suy nghĩ đến đâu. Sai. Không. Ở nhà dưới quê mình á, còn mấy cái nhà gì? Cái nhà mà không phải nhà tôn nha. Nhà tranh. Đúng. Đó. Rồi, lấy cái từ đó. Cái này là cái gì Quyền Anh? Rồi, đồ bốc. Sai. Không. Móc. Không. Móc. Móc vô mặt luôn. Rồi, Hải, bây giờ Hải với Ham rút đi. Bây giờ đi tập gym đúng không? Ừ. Thì bắt buộc là tập trung từ khóa. Rồi, lỡ bị những cái từ đó là cái từ đầu tiên của câu này. 1, 2, 3, 4, 5 câu. Ơ, 5 chữ. Mình đi tập. Mình đi gym. Mình có tức quá không biết được làm sao. Trời ơi chắc. Bây giờ mình ra phòng gym mình làm cái gì? Tập gym. Không, cái từ đầu đúng rồi. Cái từ sau á có cái đường tinh gì? Cái đường tinh bột. Ủa, bên đây nói là sao bà? Tập thể hình. Bây giờ lại cái đầu tiên đi nha. Mình bị trầm cảm á thì mình phải ngủ. Trời ơi, trời ơi, tôi canh khóc miệng lắm. Làm sao né được? Bây giờ còn hai cái câu này nữa thôi là đủ rồi. Không hiểu nghĩa anh đang nói gì hết. Nè, thí dụ như em vẽ một cái hình tròn đúng không? Ừ. Thì ở giữa nó gọi là cái gì? Tâm. Rồi. Toán hóa thì ở trong ở giữa nó có cái môn gì? Lý. Đúng, lấy hai từ nha. Đòn tâm lý. Đòn tâm lý đây. Giờ anh sao? Giờ anh sao á, đang diễn tả đó. Bây giờ anh sao? Là cái gì đó, là cái gì đó? Kích đòn tâm lý. Nè. Đây. Nè, rồi lấy hai cái từ hãy hai từ cuối nha. Ở nhà Cindy nó hay đi vẽ cái gì? Rồi ba từ. Ba từ, rồi có cái gì đó cần cho cái đấu tranh tâm lý. Đấu tranh tâm lý. Chính xác. Rồi, bây giờ mà hết giờ thì cũng được nữa, nhưng mà đẩy từ nha. Ừ, hết giờ đi. Bây giờ đi ra gym thì bắt buộc là mình phải làm cái gì? Hết giờ. Hết giờ, qua đây. Mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Mặc dù bên kia là cố tình chơi xấu mình, chêm chọt vô để mình bị mấy cú mà phạt quan uổng đúng không? Nhưng cuối cùng sao? Cái thiện luôn luôn chiến thắng cái ác. Bốn từ khóa cho cái lần thi đấu này. Chúc mừng các bạn. Mời đội bên kia lên đây cùng anh luôn. Ở vòng thi thứ ba này, qua hai lượt thi đấu thì đội Hết Hơi Vẫn Chơi, các bạn được tổng cộng là 6 từ khóa. Còn đội Chơi Đến Hết Hơi thì các bạn được 7 từ khóa, 21 triệu đồng. Và số tiền thưởng sau 3 vòng thi như sau. Đội Hết Hơi Vẫn Chơi, số tiền thưởng là 1.500.000 đồng. Tha hồ mà chia luôn. Thì chia đều luôn. Có nghĩa là chia 3 không chia cho Tiêu Minh Phụng. Còn với đội Chơi Đến Hết Hơi, 24 triệu đồng. Quá dữ luôn. Chúc mừng các em đã chiến thắng ngày hôm nay. Và rất là vui khi các bạn đã mang đến thật nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười cho chương trình của chúng ta. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Yeah.
Và thưa quý vị khán giả, chương trình của chúng tôi vẫn sẽ gặp lại quý vị khán giả hàng tuần vào lúc 12 giờ thứ bảy trên kênh VTV3, chương trình do Đài Truyền Việt Nam thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào tuần sau. Đón xem Tranh Tài Đoán Ý được phát sóng vào lúc 12 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3 và 12:30 trên kênh YouTube VOfficial.